Hello cả nhà, cả nhà có khỏe không? Hôm nay Toàn cùng với một số anh em đi vào một trong những quán phở nổi tiếng ở thành phố Houston, đó là quán phở Điện. Thì bây giờ Toàn cùng với anh em đi vào bên trong quán phở Điện để review cho cả nhà cùng xem nha. Đây là phở Điện, tất cả các bạn đã đến phở Điện rồi. Đây là tất cả các bạn bè ở ngày cuối ở quán phở Điện nha cả nhà, ở thành phố Houston. Đó. Sau cái ăn này là mỗi người về cái vị trí nhà của mình. Đó. Chi, mình ăn phở trẻ em. Phở trẻ em. Đây các bạn là gì phở? Để lấy cho extra large xong tính thêm con nhỏ. Hả? Con bò viên nhỏ. Đây là cái quán phở Điện ở thành phố Houston nha cả nhà. Đó. Thì Toàn quay một chút cho bạn bè cũng như cả nhà xem. Đó. Cái menu ở quán phở Điện đây nha cả nhà. Đó, đây là bên trong menu cho cả nhà nha. Cái là mùa gân rồi. 15 và 15. Còn bao nhiêu? 14 vè giòn. Tại sao? Cái gì? Vè giòn, nặng vè giòn. Vè giòn. Không phải. Phía trên là mỡ. Cái vè giòn là một chút nạc. Mà đấy nó không có cái viền. Nó như là sụn. Nó giòn giòn. Ngon số 10. Ăn đâu biết khẩu vị đâu. Thích ăn thịt mềm thì được lấy nó. Thích giòn giòn thì lấy nó. Dòng thôi, thử đi, nhưng mà trong đời, nếu đã không biết thì thử một lần. Bây giờ cứ hết cái clip đi em, cái nào mà mấy cái cây hoa mình ăn hoài rồi để ăn thử. Lần đầu tiên mới thấy chữ này nè. Thì nếu mà vậy đó, lấy anh em mình ăn thử coi. Lấy một cái tái lên về giòn, tức là trong đó có cái tái luôn hay ăn. Chứ cái nạm cái số 10 ở giòn đang nấu ăn nó thử nhỏ. Cho cái tái nạm. Với đặc biệt là dạ đặc biệt đó, bên này có hai đặc biệt nữa, thêm cái đặc biệt nữa rồi chị ạ. Bò nhỏ gần với bò viên, bò viên là nhỏ rồi. Bên đây còn ai nữa không ạ? 215 15 là phở bò viên tô nhỏ nha, tô nhỏ và quà 6 tô rồi. Con của chị có quà tô hả? Chị có đánh nhỏ rồi chị bè giò đó hả? Rồi bây giờ bên này hai đặc biệt, một bè giòn, một tái nạm bè giòn, một gân bò viên với một bò viên gân bò viên nhỏ nha, tất cả nhỏ hết. Có đặc biệt là đủ là 2, 3, 4, 5, 6 tô nữa ha. Ok rồi, đếm người à, phở bò viên nha. Phở bò viên của ai? Only bò viên à? Luôn mấy anh only bò viên, phở bò viên các bạn ở đây chứ. Dạ, hai cái phở đặc biệt. Đây này. Wow, đây là phở đặc biệt. À. Đây là phở đặc biệt. Còn Hoàng là phở gì đây? Tái nạm vè giòn. À, phở tái nạm vè giòn. Còn anh đặc là biệt, phở đặc biệt đúng không? Còn qua là phở gì? Vè giòn. Vè giòn. Vè giòn. Còn chi? Gân bò viên. À, ok, wow. Này phở bò viên. Wow. Bên mình kêu trước, có sao? Ở bên anh là ở sao có không? Có phần giữa đó, nấu nhà.
không ra cái đang nói quán kìa. Ồ, quán ở giữa. Tự nhiên. Nè Tại Hương đưa thêm mì. Wow. Không có nước ngon đó. Phở tái nhỏ quá ơi. Dạ rồi, giờ cho em hỏi phở tái nạm gầu gân tô lớn à? Là mình đặc biệt gì? Không đặc biệt, hai tô đặc biệt khác nữa. Đặc biệt quá đúng không? Rồi, số 10 tô lớn quá ai à? Rồi. Rồi, tạm biệt anh em nha. Ok. Rồi rồi, gặp lại. Hả? Rồi rồi, không có gì. Gửi lời thăm cho Rúc, gửi lời thăm má nha. Ok rồi, cảm ơn Kim Chi nha. Rồi ok. Rồi. Ok bye. À, bye bye. Ok, bye bye. Thiên Đức. Good health. Ok, thank you. Thank you. À ha. Rồi rồi. Sức khỏe nha. Ok. Okay. Lấy nắp kinh dưa. Ok rồi rồi. Rồi. Quay mấy cảnh này là một năm sau anh em mình mới gặp lại đúng không? Mấy bạn rồi. Đường order hết rồi. Mấy bạn đường order chỗ bánh mì Nguyễn Ngọ. Cho em hai ổ, ba ổ tất cả thịt nướng ha. Nhưng mà cho em hai ổ để luộc chua riêng, một ổ để đem đi sang. Đây bán rất là nhiều bánh trái nha. Hôm nay các bạn tới bánh mì Nguyễn Ngọ, đây là một trong những cái quán bánh mì nổi tiếng ở Houston. Em kéo cần dần. Đường nó phải kéo cần. Ông tới lúc nào mà cần thẳng nó chậm nên nó kéo thẳng thôi. Đi mà có nhau thì nó bán à.
sợ ngủ gần nhưng mà mình cứ đem lúc quay có ghé không sao quét vừa không sao quét thế kiều sao quét nhưng mà nó không cần chuyến đầu tiên nghe một chuyến thôi à nó sẽ một cái giờ đó nó còn chuyến lúc đi á lúc qua đây rồi có ngừng rồi thì bay thẳng không mình bay thẳng chị cũng bay thẳng mà không mình nhưng mà không đổi máy bay chị Hường với Thiên Hương xong rồi chị lúc đi qua đây nè giờ lúc bay từ bên Florida bay qua đây thẳng giờ anh vừa anh cứ móc móc gì anh rồi hai bạn đi đi lâu quá cùng nhau á nếu mà về Denver một chuyến Denver hôm qua Ha cũng nói Ha đi một giờ mấy mà phải không đúng rồi thôi cùng mà mình với Chi là một giờ như 1:15 á phải không ok. Bye, anh đu. Ôi nó mình nó có bờ hết rồi. Có bờ nó có bờ đi. Ok, bye bye tí nữa. Không có gì. Xuống xong là tôi báo. Ok, rồi rồi. Tao cũng muốn đi qua anh bển chơi một lần. Tao muốn đi qua anh bển á. Không phải ở nhà đâu vậy đừng tao không có qua. Rồi, ok bye bye. Tao không biết. À. Mình đi cùng xe. Mình đi cùng xe. Ok, bài học. Thất kè, thất kè. Hẹn có tin vui nha. Ok, rồi rồi. Ồ, bánh mì của ai? Bánh mì của Hoàng. Không còn mời nữa. Của Chi hả? Quang, mình ra mở chưa, chưa đứt cỏ rồi có. Gần nhất đây là nghe toàn mà hút cái là mình đi liền. Ok. Trời ơi. Mình đem mất kia. Mình đem mất kia. Nhớ không? Sách đồ đi. Ui giời giời. Dạ ok, bye bye. Bye. Bye ok, bye Chi nha. Cảm ơn nhiều nha. Ừ, không có gì. Thật sự là chuyến này anh em đi thật là vui luôn á. Vui, vui quá vui. Mà đi chơi là vui lắm. Cười không dơ, cười nhiều là còn chạy đang trước quay trước. Trong đó lấy còn chưa mấy cái bánh lấy chưa? Rồi đây nè. Ok. Rồi cảm ơn rất nhiều. Ok. Các bạn vừa ghé Houston đêm qua có một đêm nghỉ ngơi và sáng nay mọi người là chuẩn bị ra phi trường. À, ok, hôm nay là tạm biệt Houston, hẹn gặp ngày gặp lại. Thân Kiều toàn nhiều lắm. Muốn nói là không ngờ cái lớp rất là vui, mọi người rất là vui, mọi người đều có hy sinh rất là trang hòa. Mình không ngờ là như vậy. Mà bản thân mình rất là vui, mình không ngờ mình trẻ lại mình chắc mình 18 hay là 18 cộng gì đó. Cho okay. Nên là rất cảm ơn mọi người. Đây là thực sự mình rất vui. Mình hy vọng mà mình có sẽ gặp lại các bạn của lớp của ba xã lớp ba xã mình. Oh, cảm ơn. A lot of fun. Rất là vui. Gặp các bạn của Kim Chi với gặp hợp với Phương nè. Ok. Tức là rồi. Định muốn là một năm hai lần, tháng 12 nữa chính xác. Rồi, đó. À tức là một năm hai lần. Là tôi đã lên đường rồi. Okay. Bây giờ nó cũng quý lắm nhưng mà tụi mình gặp nhau càng nhiều càng tốt không? Rồi. Cứ lên lịch là tụi mình luôn luôn ủng hộ. Năm dạ. Mình là người đầu tiên mua vé máy bay. Dạ. Mà mình cũng là người đầu tiên hạ chân tới cái Texas này. Đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng anh là xuống. Hai vợ chồng mình cũng là người đầu tiên đến Texas này. Thực sự mọi thứ rất tốt đẹp đều mùa hè thì nó hơi nóng. Hơi nóng. Ok. Thì nói chung nhưng mà đi kiếm nóng. Đi kiếm thì ngày nào cũng mới vui. Nói chung là cuộc sống ở Mỹ thì mọi người đều bận rộn với công việc mà được là
mình get together như vậy là một điều rất là tốt. Cho nên mình rất là quý những thời gian khi mình được chung với nhau. Nhiều khi phải có cái duyên mới được vậy. Chứ mọi người đều bay từ xa đến một địa điểm mà mình làm họp lớp như vậy đó là rất là tốt. Nếu mà mình có cố gắng á thì mình try the best để mà được get together. Hương hy vọng là vậy. Nói chung là cuộc vui, cuộc đi chơi nào thì Hương cũng thích. Tại vì mình thư giãn, mình được gặp mọi người, nhìn thấy sự thay đổi. Nếu mà biết người nào người ta thành công thì cũng vui chùm cho người ta. Bạn bè, bây giờ mình đã đến cái tuổi này rồi, không biết hôm nay như vậy, ngày mai sẽ ra sao. Cho nên mình rất là quý những cái thời gian mình có với mọi người. Mình happy, lúc nào cũng vậy. Okay. Try to enjoy the best. Trước tiên đó là cảm ơn tất cả sự nỗ lực của tất cả bạn bè từ khắp nơi đã đổ về tập làm một cái buổi mà picnic rất là ý nghĩa của năm nay. Thì hy vọng là chúng ta cái chương trình này á, chúng ta tiếp tục duy trì hàng năm. Toàn cũng nghĩ là như vậy, hãy duy trì, tại vì mình qua đây ở nước Mỹ là một nước xa xôi rồi. Đúng rồi. Mà tập trung á, giống như vậy á, không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên là ba cái chuyện mà thí dụ như cái bát, cái đũa nó còn va chạm với nhau. Đúng rồi. Thì còn cái này là cái tôi của mỗi người á, thì nó sẽ có. Nhưng mà anyway, tất cả mọi người đều đã vượt qua, đều và cover hết. Và tất cả đều cái sự có cái không khí thật sự là gia đình của tất cả các bạn. Thì cảm ơn tất cả cái sự nỗ lực của tất cả mọi người. Và hôm nay cũng là lúc là chỉ còn một vài phút, vài giây, vài tiếng nữa thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi, chúng ta sẽ về nhà của chúng ta. Chúc các bạn một chuyến bay thật an toàn và giữ gìn sức khỏe. Ok, đây là còn những giây phút bạn bè khóc rồi. Nhớ mà thiệt mình nha. Ok. Mình luôn hỏi bạn nha. Ok, rồi cảm ơn Chi. Đó, đây là cái chuyến đi cuối cùng ở họp lớp ở đây. Thì bây giờ tất cả các anh em bắt đầu sắp xếp để đi lên máy bay và đi về nhà đây. Ok thôi, toàn chúc tất cả các anh em một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Ok, giờ đi đến nơi, giờ đến chốn. Ok. See you. Bây giờ anh em bắt đầu rời thành phố Hilton, trở về cái nhà của mình, cũng như kết thúc cuộc hành trình. Ok, bye bye. Hành trình họp lớp. Ok, rồi. Ok.